mọi người thì Eric và chị Min thì giỏi cái gì ạ? À? Mọi người nói nhảy. Nhảy hả? Trong đầu mình đang nghĩ là ăn. đúng thiệt. Con gái thì chỉ lúc nào cũng chỉ có là ăn thôi. Thôi thì bây giờ á là thể theo cầu của các bạn khán giả dưới đây. Bây giờ ban tổ chức chúng tôi sẽ bật một đoạn nhạc và trong đoạn nhạc đó có rất nhiều đoạn nhạc khác nhau. Hiểu không? Ok. Đó. Và nó thay đổi liên tục nha. Thay đổi liên tục. Một bạn mashup thay đổi liên tục. Đúng rồi, mashup thay đổi liên tục. Trong đó là có nhạc hip hop nè, R&B nè. Đó, cải lương cũng có, tân cổ giao duyên cũng có. Hò có luôn. Nhưng mà điều quan trọng nha, khi mà nhạc nó chuyển cái nào là phải nhảy cho ra cái loại đó. Rồi, nghe thử khách này phức này, tạp một chút. Phức tạp không? Tưởng là đến đây để được chung vui và vui với mọi người. Và thời gian này lại vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Các bạn cũng muốn vui vẻ đến nào đây không? Rồi, đây, để đây cầm micro giùm cho. Rồi, chuẩn bị chưa? Mình có cần khởi động không? À, Min mới ra là mình cần khởi động không? Rồi, một chút không? Rồi, xong chưa? Xin mời, âm nhạc.